tu hoa nghiêm áo chỉ vòng tận hoàng nguyên quán thời gian ngày 23 tháng 7 năm 2009 người giảng lão pháp sư tịnh không địa điểm cao hùng đài loan tập 63 b xưa trung quốc nói tu dưỡng quân tử cầu đạm bạc đó chính là khổ vui hai bên đều xả nhà đạo đặc biệt chú trọng loại tu này Không chỉ đảm bạc danh lợi Tất cả thọ dụng Thấy đều là cầu đàm bạc Tu dưỡng thiên tánh của chính mình Giữ gìn thuần thiện Thuần tịnh của chính mình Ở trong Phật Pháp Rất giống tu hành của Tiểu Thừa Chú trọng tự lợi Không bằng lòng Lợi tha Không giống như Đại Thừa Đại Thừa là Chủ động đi làm lợi ích chúng sanh. Thế nhưng phải nên biết Đại thừa ở trên tiểu thừa Nếu như Trong tâm bạn Không thể nào Đạm bạc danh lợi Bạn học đại thừa Bạn học được Khẳng định có sai lệch Không những không thể lợi tha Cũng không thể tự lợi vậy thì bạn sai rồi Cho nên Thế Tôn dạy người Trước học tiểu thừa Sau học đại thừa Có đạo lý Trước tiên buông xả Buông xả triệt để Thất tình, ngũ dục Thấy đều buông xả Sau đó bạn mới có năng lực Có đức hạnh Có sức định Có trí tuệ Bạn mới có thể giúp đỡ tất cả chúng sanh khổ nạn Bạn có thể Hòa quang hồng trần Với tất cả chúng sanh Nhìn bên ngoài giống như nhau Bên trong thì hoàn toàn khác nhau Bên trong cái gì Phàm phu họ nhiễm bạn không nhiễm bạn vĩnh viễn giữ gìn thanh tịnh bình đẳng giác không một chút nhiễm trước gọi là đại thừa bồ tát cùng đồng ở chung với tất cả chúng sanh nơi hồng trần có tổn hại gì đối với bạn hay không một chút tổn hại cũng không có vì sao vậy bạn vĩnh viễn trụ ở nơi phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng người như vậy mới có thể học đại thừa bồ tát phổ độ chúng sanh ngay trong lúc phổ độ chúng sanh tiêu trừ nghiệp chướng của chính mình cái nghiệp chướng này là tập khí nâng cao cảnh giới của chính mình Không phải loại tu hành này Không thể chứng được viên mãn Kinh Hoa Nghiêm Sau cùng Trong 53 tham đã thị hiện Chính là cái sự việc này Bồ Tát làm thế nào Tu thành quả đức cứu cánh viên mãn Không thể rời khỏi chúng sanh Ngày ngày ở chung với chúng sanh Trải sự luyện tâm Trải sự là trải qua Bạn không trải qua cái sự việc này Bạn làm sao biết được Bạn chân thật có thành tựu Khi trải sự luyện tâm biết được Sư là giả Tâm là thật Đó không phải là vọng tâm Là luyện chân tâm Chân tâm khởi tác dụng Không phải vọng tâm khởi tác dụng Họ mới có thể đạt đến cảnh giới cứu cánh viên bản Thông thường phạm phu chúng ta không thấy ra Cho nên hoa nghiêm bộ kinh này Chân thật là cứu cánh viên mãn Có lý luận của cứu cánh Có phương pháp chu duyên Phía sau còn làm ra kiểu dáng cho chúng ta xem Biểu diễn năm xưa tiên sinh phương đông mỹ đem bộ kinh này giới thiệu cho tôi ông nói sách này viết được quá hay toàn thế giới không tìm ra được loại thứ hai mang tính biểu diễn cho nên vì sao sau khi tôi học phật xem tứ thư liền có cái cảm giác này chu phu tử giết tứ thư cái linh cảm đó có thể chính là từ trên kinh hoa nghiêm mà có được việc này rất có thể bởi vì họ thân cận cửa phật những tổ sư đại đức này bạn xem điên tập tứ thư trung dung là luân lý đại học là phương pháp luận ngữ khổng phu tử làm thiền tài đồng tử biểu diễn mạnh tử là mạnh phu tử cũng là thiền tài đồng tử biểu diễn đem phương pháp lý luận của học dung thực tiễn ngay trong cuộc sống thường ngày làm ra cho chúng ta xem rất giống năm mươi ba tham Nó thật quá giống với Kinh Hoa Nghiêm Cho nên trở thành sách giáo khoa tốt nhất Trung Quốc gần như ngay trong hơn một ngàn năm nay biến thành giáo trình tu học chủ yếu cho người đi học phía sau ngài dẫn kinh sách cố kinh dân bất đoạn lạc giả tắt danh di khổ dĩ đoạn lạc cố tắt vô hữu khổ vô khổ vô lạc nải danh đại lạc thử tức niết bàn chi đại lạc giả lời nói này chúng ta rất không dễ hiểu thế gian loài vui này phải đoạn vì sao vậy Chúng ta nhất định phải biết Người thế gian Tất cả cái vui là Có từ bên ngoài Chân là trong tự tánh Trong luận ngữ câu đầu tiên nói ra Học nhi thời tập chi Bất diệt duyệt hồ Cái vui của thánh hiền Cái vui niết bàn từ đâu mà có là từ học tập mà có Là từ bên trong phát ra bên ngoài Không phải từ bên ngoài đến Bên ngoài đến là gì? Bên ngoài đến là tác động Thí dụ như hiện tại Chích xì ke Gây nghiện Họ tìm kích thích Tại vì sao họ phải phục độc Họ cho rằng đó là vui cái thứ đó có tác dụng phụ ngày nay người thế gian không hiểu được tầm cầu cái vui bên ngoài đích thực giống như chích xì ke giống như phục động vậy sau cái vui khổ liền đến cho nên vui là nhân của khổ chúng ta đem thế gian loại hưởng lạc này vui của năm dục sáu trần. đem nó xả bỏ, cái khổ của bạn liền không còn. Tại vì sao có thể như vậy? Chúng ta thử nghĩ xem. Hưởng thụ cái vui trong năm dục sáu trần. có thể dẫn khởi tham sân si ba độc phiền não hay không? Nếu như trong lúc hưởng lạc sẽ dẫn khởi phiền não của tham sân si mạng thì thì đó không phải là chân lạc. Phiền não tham sân si mạng thì tạo nghiệp. Bạn có nghĩ đến quả báo tương lai hay không? Những thí dụ này. Những đại đức giảng kinh dạy học. Tôi thường hay nghe họ dẫn dùng. Thí dụ vào ngay trong đời sống thực tế. người hiện tại ăn uống vui vẻ họ cho rằng đây là vui họ không biết được bệnh từ miệng mà vào quả từ miệng mà ra đến khi tai nạn đến rồi bệnh khổ đến rồi hối hận không kịp vui của niết bàn phàm phu không biết nói với phàm phu cũng nói không rõ ràng vì sao vậy họ từ trước đến giờ chưa cảm thụ được người chân thật có thể cảm thụ được đích thực không nhiều người nào được người thật làm học tập giáo huấn của thánh hiền người nỗ lực thực tiễn họ có thể thể hội được càng là nỗ lực tôi tin tưởng họ thể hội được càng sâu thể hội được càng nhiều nếu không nỗ lực học tập phát ra tâm chân thành từ trong nội tâm để học tập họ không thể hội được cho dù ngày ngày đọc tụng ngày ngày nghe giảng nghe phật bồ tát đến giảng họ cảm thụ đều là có hạn vì sao vậy họ có chướng ngại chướng ngại của họ vẫn chưa trừ đi chướng ngại tóm lại mà nói vẫn là phân biệt chấp trước phân biệt chấp trước trừ đi rồi họ cảm nhận được chân lạc không phải là giả thường lạc ngã tịnh đây là bốn tánh đức của tự tánh cái lạc đó là gì cái lạc của niết bàn người đại tu hành đều là người thế gian tuyệt đỉnh thông minh trí tuệ họ không khờ các vị thấy họ như là người khờ thế gian vui như vậy mà không biết hưởng thụ muốn đi tu khổ hạnh bạn không biết được họ ở nơi đó có đại lạc những cái vui đó các vị có sánh thế nào cũng không thể sánh được bạn phải nên biết được bạn có thể giống y như họ bạn cũng đem hoang lạc thế gian toàn bộ xả hết trong đây có chân lạc trong kinh nói bất đoạn lạc giả tắt danh vi khổ dĩ đoạn lạc cố tắt vô hữu khổ vô khổ vô lạc nải danh đại lạc thử tức niết bàn chi đại lạc giả vô khổ vô lạc đó gọi là đại lạc chỗ này vẫn không dễ gì lý giải chúng ta nêu một thí dụ rõ ràng thích ca mâu ni phật vào cái cảnh giới này vô khổ vô lạc thanh tịnh tịch diệt đây là cảnh giới niết bàn chính mình đích thực đối với tất cả cảnh duyên cảnh là hoàn cảnh vật chất duyên là hoàn cảnh nhân sự đối diện với những thứ này không khởi tâm không đồng niệm không phân biệt không chấp trước đây là chân lạc của tự tánh có người đến thịnh giáo với ngài vấn đề vừa nêu ra ngài dùng trí tuệ tự tánh để giải đáp Có thể làm cho người nêu câu hỏi Làm cho họ khi nghe câu trả lời này Hoác nhiên đại ngộ Cái hiện tượng của cái vui này liền bị bạn xem thấy rồi Bạn xem thấy trí tuệ Bạn xem thấy phương tiện khéo léo bạn chân thật ở chỗ này xem thấy ngài tự hành hóa tha là viên mãn như vậy thù thắng đến như vậy từ chỗ nào mà ra từ trong tự tánh mà ra không phải từ đến bên ngoài cái thứ nhất là vô khổ lạc cái này đều là có thứ lớp nói với chúng ta theo thứ lớp đại học thứ hai đại tịch tịnh lạc vị niết bàn chi tánh thì đại tịch tịnh dĩ Kỳ, Diễn Ly, nhất thiết hội náo pháp cố. Vĩ Đại Tịch Tịnh, Danh Di Đại Lạc, thử Tức Niết Bàn Chi Đại Lạc. Thanh Tịnh Tịch Diệt. Người thế gian chúng ta gọi là hưởng thanh phước là ở trong tịch tịnh chính là trong đại thừa giáo thường nói thiền duyệt Duyệt là hỷ duyệt. Cái hỷ duyệt này từ chỗ nào mà ra? Từ ngay trong thiền định mà có. Tịch tịnh chính là thiền định. Đây là văn tự của Trung Quốc. phạn văn Ấn Độ gọi là thiền định. duyệt là lạ Là khoan nghĩ Không phải từ bên ngoài đến Trong ngàn ngữ Trung Quốc có câu Người gặp việc vui Tinh thần sảng khoái Chúng ta biết được Tứ thiền sắc giới trong sáu cõi Thiên nhân trời sắc giới Họ không có ăn uống năm dục không có tài không cần đến sắc không cần đến không có danh không cần đến ăn cũng không cần ngủ cũng không cần họ không có ngủ nghỉ họ cũng không ăn uống họ dùng cái gì để nuôi thân thể thiền duyệt ngàn ngữ có câu Người gặp việc vui Tinh thần sảng khoái Con người nếu gặp những việc vui Thì đặc biệt có tinh thần Cái hỷ sự này Hỷ sự thù thắng nhất là Thiền duyệt Quan hỷ trong thiền định Loại dưỡng chất này Không từ bên ngoài đến Loại dưỡng chất này là từ trong tự tánh Giống như nước ngầm trào phúng ra vậy Phật Pháp Đại Thừa Đích thực Không thể nghĩ bàn Ngay cả dưỡng chất cần cho thân người chúng ta Đều không cần cầu từ bên ngoài thật được hay không chúng ta thử xem đại đức thiền tông cần đại lão hòa thượng hư dân còn có rất nhiều người biết người ở núi kê túc thì càng tường tận lão hòa thượng ngày thời gian ngày ở nơi đó tương đối dài Lão Hòa Thượng Hư Dân Ngồi thiền Giao định Việc này mọi người đều biết Thường hay khi giao định Nửa tháng Một tháng Trong thời gian dài như vậy Ngài không có ăn uống ngày không có ăn thức ăn sau khi xuất định tinh thần tràn đầy hơn nữa thường hay nói với mọi người dường như tôi ngồi mới có một lát thì tôi xuất định rồi vừa hỏi người khác thì nửa tháng rồi một tháng rồi ngài cho nên cảm thấy thời gian rất ngắn cho nên thời gian không phải là thật ngài ở trong đình cảm giác thời gian khoảng một bữa cơm Nhân gian chúng ta có thể là 10 ngày Hay nửa tháng Cảm giác của Ngài chính là như vậy Từ ngay chỗ này Chúng ta có thể thể hội được Thiền duyệt vi thực Lời của nhà Phật Là tịch tịnh loại lạc thứ ba là đại tri lạc vì chư phật như lai hữu đại trí tuệ ư ừ nhất thiết pháp tất tri tất kiến danh di đại lạc đây cũng là vui của niết bàn trí tuệ đức năng tướng hảo không phải từ bên ngoài đến toàn là trong tự tánh vốn sẵn đầy đủ trong phật pháp thường nói ẩn hiện khi không có duyên thì nó ẩn Ẩn ở, ở đâu? Ở trong tự tánh Thế nhưng tự tánh Không có bất cứ thứ gì Tự tánh Không phải tinh thần Cũng không phải vật chất Cho nên hiện tượng tinh thần Cùng hiện tượng vật chất Ở trong tự tánh tìm không được Thế nhưng có duyên Nó có thể sanh dạng pháp cho nên phật pháp nói dạng pháp là duyên sanh có duyên nó liền hiện dạng pháp không có duyên nó liền không hiện không hiện không thể nói nó không có hiện rồi không thể nói nó có hiện ra tướng tướng đều là huyễn tướng vì sao vậy nó từ vọng tưởng sanh ra trên kinh nói tất cả pháp từ tâm tưởng sanh cái tâm tưởng đó là vọng tưởng vì sao vậy chân tâm lìa niệm chân tâm không có vọng tưởng cũng chính là nói trong chân tâm không có ý niệm chỉ cần là ý niệm đều là vọng niệm chánh niệm vô niệm vô niệm gọi là chánh niệm Tất cả Pháp từ vọng tưởng sanh Vọng tưởng sanh ra Pháp Thì làm gì là thật Làm gì có loại đạo lý này Cho nên tất cả Pháp Đích thực là Mộng huyễn bào ảnh Phật nói lời chân thật Với chúng ta Trên Kinh Kim Cang nói được rất hay Phạm sở hữu tướng giai thị hư vọng Tất cả Pháp hữu di Như mộng huyễn bèo bọt Thời gian của nó tồn tại Như xương cũng như chớp Phần về chúng ta ưng tác như thị quán Bạn có thể thấy như vậy Thì chính xác Thì bạn không thấy sai Cho nên tất cả Pháp có nên chấp trước hay không? Không nên Không thể chấp trước Tại vì sao không thể chấp trước? Vì nó không phải là thật Bao gồm thân tướng chính mình Cũng không phải là thật Cho nên chúng ta phải giác ngộ chúng ta mỗi ngày đi ngủ. Đi ngủ phải nên có cách nghĩ như thế nào? Tác như thị quán. Khi tôi đi ngủ ngày ngày đều nghĩ đến cái gì? Cái chết. Đi ngủ chẳng phải giống như chết hay sao? Đến ngày thứ hai sáng sớm lại thức dậy. Bạn nghĩ xem khi ngủ rồi không những thế gian này không có thứ gì là của chính bạn, thân thể cũng không phải là chính mình. Bạn đi đến một cảnh giới khác. Trong mộng đi, trong mộng cũng là một cảnh giới, bạn đi đến nơi đó. Bạn đã đổi hoàn cảnh rồi. Thường hay có quan sát như vậy. Sinh tử liền nhìn thấu. Khi sinh tử đến Bạn không khiếp không sợ Bạn không sợ chút nào Vì sao vậy? Rất bình thường Mỗi ngày ta đều làm như vậy mà Không hề khác nhau Đồng thời cảnh giác chính mình Thế suốt thế gian Tất cả Pháp Đều buông xả Buông xả là chính xác bạn muốn tham cầu là giả vì sao vậy chắc chắn tham không được nếu như chân thật có thể đạt được thì được phật cũng tán thành bạn đi tranh thủ không có được đây mới là lời thật chân tướng sự thật cho nên tất cả cảnh duyên hoàn cảnh vật chất hoàn cảnh nhân sự đều là duyên phận phật đà dạy bảo chúng ta phải kết duyên phải kết thiền duyên phải kết pháp duyên không nên kết ác duyên không nên kết tình duyên của thế gian cái này không tốt kết pháp duyên kết thiền duyên phật bồ tát tổ sư đại đức giáo huấn cho chúng ta từng câu chân thật chân thật tường tận chân thật tin tưởng bạn liền quay đầu hướng đến đâu để cầu hướng trong tự tánh mà cầu Cho nên Phật Pháp gọi là nội học Thứ bên ngoài không cần thiết Thế Tôn năm xưa Vì chúng ta làm ra thị hiện Chúng ta phải tỉ mỉ mà quan sát Mà thể hội Thế Tôn Ngài thị hiện cái gì Hiện tại chúng ta gọi là phần tử tri thức Hiếu học Cầu tri Có mong muốn cầu tri Ngày từ 19 tuổi Rời khỏi gia đình Ngay cả dương gì Ngày cũng xả bỏ Đến bên ngoài cầu học Ấn Độ Những đại đức này Bao gồm trong tất cả học phái Tất cả tôn giáo Ngày đều thân cận qua đều học tập qua với họ. Học hết 12 năm. Thấy đều tham phỏng qua khi không còn nơi nào học nữa. Thế nhưng vấn đề chưa giải quyết. Sáu cõi thì làm rõ ràng rồi. Đương nhiên, ngày cũng học qua, tứ thiền bát định sáu cõi từ nơi nào mà ra tại vì sao có thể có sáu cõi ngoài sáu cõi ra còn có thế giới nào hay không đây đều là chúng ta thông thường một người hiếu học không tránh khỏi vấn đề này ba cái vấn đề này vào lúc đó tôn giáo cùng học thuật đều không cách gì giải đáp Trong tôn giáo Đêm trời tứ không Xem là niết bàn Hiểu sai rồi Đêm phi tưởng phi phi tưởng xứ thiên Cho là khởi nguồn của vũ trụ Đây là hiểu lầm Cho nên Thích Ca Mâu Ni Phật buông xả Những thứ đã học Mười hai năm buông xuống Ở dưới cõi Bồ Đề vào thiền định sâu hơn Chúng ta biết được Tứ thiền bác định chỉ là đem Chấp trước Buông xả Công phu thiền định Đem nó phục xuống Phân biệt Tạm thời buông xả Khởi tâm động niệm Cũng buông xả Đây là chúng ta ở trong Phật Pháp Đại Thừa Tường tận Cho nên nó không phải là Pháp Cú Cánh Phật buông xả 12 năm đã học vào thiền định sâu hơn là gì? Không chỉ buông xả chấp trước Buông xả phân biệt Ngay khởi tâm động niệm đều buông xả Chúng ta biết được Đây chính là vọng tận hoàng nguyên Hồi quy tự tánh Trí tuệ bác nhã Trong tự tánh hiện tiền rồi Thì giống như đại sư Huệ Năng vậy Đại sư Huệ Năng vì chúng ta thì hiện Không biết chữ Không có đi học Sau khi vừa khai ngộ Chính là buôn xã Buôn xã liền khai ngộ Thích Ca Mâu Ni Phật 49 năm đã nói ra tất cả kinh. Bạn đọc cho ngài nghe. Ngài đều hiểu. Chúng ta biết đọc không hiểu. Ngài giảng giải cho chúng ta, chúng ta cũng có thể khai ngộ. Đây chính là nói cái gì? Trí tuệ chân thật không nhất định phải từ trên sách vở mà có được sách vở là một pháp phương tiện pháp chân thật pháp chân thật ở từ tánh cần phải trừ bỏ đi chướng ngại của từ tánh đây là dạy bạn buông xả cho nên buông xả chấp trước Không còn chấp trước với thế xuất thế gian Pháp Bạn liền thành chánh giác Gọi bạn là A-la-hán Thì sáu cõi không còn Bạn siêu diệt sáu cõi Bạn có thể đem phân biệt Buông xả Cũng chính là nói Không còn phân biệt đối với tất cả Pháp thế xuất thế gian bạn liền thành chánh đẳng chánh giác, gọi bạn là Bồ Tát. Nếu như bạn chân thật có thể làm đến được không khởi tâm không động niệm đối với tất cả pháp thế xuất thế gian, bạn liền thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, người ta gọi bạn là Phật Đà. giống như đại sư huệ năng đã nói việc này không liên quan gì với biết chữ hay không biết với học kinh giáo hay không học kinh giáo chỗ này gọi là giáo ngoại biệt truyền phàm phu thành phật ở trên lý luận mà nói là khoảng một niệm làm gì có thời gian chỉ cần bạn chịu buông xả Cho nên tôi ngay đời này Rất cảm tạ lão sư của tôi Đại sư Trương Gia Sự việc này Năm xưa là ngày đã dạy cho tôi Nhìn thấu Buông xả Thế nhưng thế nào vậy Tôi không hiểu Tôi đem ý nghĩa của Ngài thể hội được rất cả Không biết được trong đây có mật nghĩa Thế nhưng thông qua 58 năm Tôi học Phật 58 năm rồi 58 năm Mỗi năm không ngừng từ trong kinh giáo Mà nâng lên cao Hiện tại mới hiểu được rõ ràng Hiểu được tường tận Đây gọi là giải ngộ hiểu rõ ràng Hiểu tường tận Tôi vẫn không thể vào được cảnh giới này Nguyên nhân gì vậy? Chưa triệt để buông xả Buông xả rất nhiều Chưa triệt để Vẫn là chưa sạch sẽ Hiện tại muốn làm công phu Công phu hiện tại là phải triệt để buông xả Vẫn phải cầu sanh tịnh độ triệt để buông xả vẫn phải cầu sanh tịnh độ mới chân thật có thể giữ được. Nếu không cầu sanh tịnh độ mà nói, vẫn ở trong sáu cõi mười pháp giới, sợ chính mình không thể giữ được. Sanh đến thế giới cực lạc liền bảo toàn. Đạo lý hiểu được rồi Thế sự liền sẽ thật làm Điều sau cùng Bất hoại lạc Tốt Vị như lai chi thân Phi phiền não vô thường chi thân Do như kim can Bất năng hủy hoại thân bất hoại Cố danh di đại lạc Đây là lạc thứ tư của Niết Bàn Cái gì gọi là thân kim cang bất hoại Kim cang đó là thí dụ Như Lai Chi Thân là thân gì? Phiền não vô thường chi thân Là thân nghiệp báo của chúng sanh sáu cõi Người trong sáu cõi Thầy đều là thân nghiệp báo Từ trời sắc giới Trời vô sắc giới không nói Họ không có thân tướng từ trời sắc giới thẳng đến a tỳ địa ngục đều có thân tướng cái thân tướng này từ đâu mà có từ chấp trước mà ra phiền não chính là phân biệt chấp trước vô thường Sát na sanh diệt Không phải dĩnh hằng tồn tại Cho nên nhất định phải nên biết Chân tướng sự thật là Sát na sanh diệt Trong thế giới cảm quan của chúng ta Là loại tương tợ tướng tiếp nối tướng Sát na sanh diệt Không phải chân thật tiếp nối Tiếp nối tương tự Vì sao vậy? Mỗi một niệm không như nhau Niệm niệm không như nhau Thế là tướng mà nó hiện ra Mỗi tướng không như nhau Đích thực Giống như chúng ta xem điện ảnh vậy Giống như tướng hiện Ở trên màn bạc vậy Tốc độ của màn bạc rất chậm Một giây 24 lần sanh diệt Chính là một giây đồng hồ trên màn bạc Cái phim gốc này đổi 24 tấm Phạm phu chúng ta Tốc độ của mắt thấy Không nhìn như nó Cho rằng nó là chân thật Cho rằng nó là động Kỳ thật thế nào Mỗi tấm đều không động Trong đèn chiếu Chiếu ra từng tấm đều không động Nó đổi được quá nhanh Chúng ta cho rằng nó đang động Không có tấm nào là động Hiện tại Bồ Tát Di Lặc nói với chúng ta Phạm Phu tâm có sở niệm Cái niệm này rất thô Chúng ta khởi tâm động niệm Nghĩ một sự việc Nhớ một sự việc Phật hỏi trong một niệm này Có bao nhiêu Niệm vi tế Cái niệm này là bạn có thể quan sát được Niệm vi tế thì không thể quan sát được Bồ Tát Di Lặc nói với chúng ta Hiện tại chúng ta vừa tính toán Khái lược tính toán Một giây một ngàn hai trăm tám mươi triệu lần Sanh diệt Bạn xem màn ảnh Của điện ảnh một giây hai mươi bốn lần Bồ Tát Di Lặc Nói với chúng ta Cái cảnh giới hiện tiền này của chúng ta Một giây là một ngàn hai trăm tám mươi triệu niệm Bạn phải ghi nhớ Mỗi niệm đều không như nhau Mỗi một niệm đều có một tướng phần, đều xuất hiện cảnh giới tướng. Cái cảnh giới tướng này tùy theo ý niệm sanh diệt. Ý niệm khởi lên, nó khởi, ý niệm diệt nó diệt. Cái ý niệm thứ hai lại khởi lên. Mỗi niệm không như nhau. Cho nên cảnh giới tướng của nó cũng là mỗi niệm không như nhau. Cái chân tướng sự thật này Phải hiểu được Rất tốt đối với việc tu hành của chúng ta Mỗi mỗi đều là độc lập Cho nên không thể chấp trước Bồ Tát Di Lạc thì khuyến cáo chúng ta Nghe nói ý niệm quá di tế Không thể chấp trì Chúng ta ở trong cái huyện tướng này Sanh khởi tâm chấp trước Ý niệm khống chế Ý niệm chiếm hữu Thì sai rồi Không nên vậy Đó là gì vậy Bạn sanh khởi cái ý niệm này Thì tạo nghiệp Giống như trên kinh địa tạng đã nói Chúng sanh diêm phù đề Khởi tâm động niệm Thấy đều là nghiệp Thấy đều là tội không khởi tâm không động niệm là phật cảnh giới phật có khởi tâm động niệm không có phân biệt chấp trước cảnh giới bồ tát có khởi tâm động niệm có phân biệt có chấp trước là cảnh giới của a la hán ở trong cảnh giới có khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước đó là phàm phu sáu cõi bạn xem ở trên kinh điển phật nói được rõ ràng như vậy tương tận như vậy nếu chúng ta muốn siêu phàm nhập thánh nếu muốn hồi phục tánh đức trí tuệ đức năng trong tánh đức ngay tướng hảo đều là viên mãn không cần cầu bên ngoài bên ngoài chắc chắn là cầu không được Việc này phải biết Bên ngoài bạn cầu được Vẫn là bạn chính mình đang tạo nghiệp Trong nghiệp báo có tác dụng phụ Trong nghiệp báo có vô lượng khổ Chỗ này nói thân Không phải là nhục thân Vì sao vậy? Nhục thân có sanh diệt đây là thân gì vậy chúng ta nhất định phải biết là pháp thân đúng vậy pháp thân mới là thân thật của chính mình pháp thân không có vọng tưởng phân biệt chấp trước pháp thân có tướng hay không có tướng thì có hủy diệt thì có sanh diệt không có tướng cho nên họ không có sanh diệt không có tướng họ không thể bị hủy hoại họ là chân thân họ có thể hiện ra tất cả tướng như quán thế âm Bồ Tát 32 ứng thân 32 đó không phải là số tự là đại biểu viên mãn. Đại viên mãn. 32 loại đáng dùng thân gì để độ Thì hiện ra thân đó để độ Bạn xem thật tự tại Bởi vì Pháp thân vô tướng Ngài có thể hiện tất cả tướng Nếu như có tướng Thì Ngài không thể hiện tướng Có tướng là gì? Ngài có chấp trước Thì Ngài không thể hiện tướng Ngài không có tướng Năng hiện tất cả tướng Làm sao hiện? Tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng trong tâm chúng sanh nghĩ tướng gì Ngài liền cùng với họ khởi lên cảm ứng Tương thông Hiện ra tướng như thế đó Cho nên chúng sanh sanh tâm hoan hỷ Tịnh độ tông Nói bốn độ Ba bậc Chính phẩm Pháp thân là gì? Pháp thân là thường tịch quan tịnh độ Thường tịch quan Trong Kinh Đại Thừa Cũng đem nói dịch là Đại quan minh tàng Một mảng quan minh Cái quan minh này là tự tánh Là tánh quan Quan nhu hòa Sẽ không đau mắt cái từ trường của quan này rất mỹ diệu đó là hưởng thụ đó là an lạc tràn đầy trí tuệ không lúc nào không tồn tại không nơi nào không có Ngày này chúng ta là khởi lên vọng tưởng phân biệt chấp trước Chính là trước thường tịch quan Khởi lên một loại chướng ngại Giống như là nổi lên một đám mây Giống như đám mây che mất đi Thường tịch quan không thể hiện tiền Không thể hiện tiền biến ra cái gì Biến thành tối tâm Gọi là vô minh Ngày này chúng ta xem thấy nếu như không có mặt trời Không có các gì sao không có ánh đèn một mảng tối tâm gọi là đại tối tâm đây gọi là vô minh vô minh từ đâu mà có một niệm bất giác mà sanh ra xa. khi vô minh phá rồi bạn vĩnh viễn không thấy tối tâm một mảng quang minh đây là pháp thân đây là chân thật chính mình Khởi tâm động niệm nó hiện tiền Hiện dạng pháp liền hiện vũ trụ liền hiện xâm la dạng tượng Ta cũng hiện tiền Cũng giống như nằm mộng vậy Các vị thử nghĩ xem Có lần nào nằm mộng mà không có chính mình Ta đến từ lúc nào Ta cùng vũ trụ đồng thời sanh ra Không có trước sau cái đạo lý này rất sâu đây là chân tướng sự thật sau khi bạn khế nhập cảnh giới này thì bạn biết vĩnh viễn bất hoại bạn xem ngài nói vô khổ tịch tình đại tri bất hoại Đây là tự tánh Đây là thiền tông nói Mặt mũi trước khi cha mẹ chưa sanh ra Học Phật không gì khác Vọng tận Hoàng Nguyên Hoàng Nguyên là quay về Đến Đại Niết Bàn Thành tựu viên mãn Quay về đến Đại Niết Bàn Khởi tác dụng chân thật là không thể nghĩ bạn chúng sanh của mười pháp giới chúng sanh ở nơi nào có cầu thì bạn liền ứng ở nơi đó giống như bồ tát quan thế âm vậy ngàn nơi mong cầu ngàn nơi ứng không chỉ ngàn nơi bạn liền có thể làm ra vô số thị hiền để phổ độ chúng sanh bạn nói xem việc này an lạc dường nào bốn đức của niết bàn chúng ta chỉ học đến chỗ này a di đà phật cẩn dịch vòng tay cư sĩ địa chỉ email vòng tay cư sĩ a com -g -e -chấm -cơ. người đọc hạnh quang phát tâm cúng dường do nhóm hoa nghiêm thành tâm cúng dường nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước phật trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật